Giờ đây là nghi thức làm phép phân tay. Lạy Chúa là Cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng vui an nâng đỡ những ai đang cầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiếc khăn tan lành, để biến chúng từ vô chi của sự bị dây tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an cho những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo thánh ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên Cha, Cha ơi, Cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ Cha, con nhớ Cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc Cha. Cha ơi, con nhớ Cha, nhớ Cha nhiều lắm. Cha ơi, Cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên Cha, Cha ơi, Cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhân danh Cha và Con và Amen. Anh chị em thân mến,
về lại với người thân, về lại với gia đình chúng ta. Sự sống và sự chết thật gần gũi nhau. Xin có của Giuse khiến chúng ta nhớ đến Thiên Chúa đã dựng nên con người từ bụi đất, để rồi sẽ được người mãi tạo thành bảo vật mới diễn lệ hơn vào ngày tận thế. Ngày Thiên Chúa sẽ lau sạch các mắt chúng ta, sẽ không còn sự chết cũng chẳng còn tan tóc tiêu tha và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Giờ đây trong tình trạng chúng ta hãy suy nghĩ về thân phận mong manh của kiếp người. Cha của con cho hưởng phúc vinh được
nước thiên đàng, dù phận hèn cha con đáng đáng. Tuy cha con đứng móng tay mòn, nhưng con tin với lưỡng hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Trời đầy mây đen kêu đến phụ che khuất thái dương, đôi tay cha ngày xưa mạnh mẽ nay cũng đành buông thả xuôi. Con trông theo cánh bướm linh hồn, cha bay qua đớn đau phận người, trở về bên Chúa trải qua chuỗi hành trình đời cha. Con lại xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh nước thiên đàng, dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng.